Xin chào, mình là Thạch Trang, chào mọi người đã đến với vlog của tuần này. Trong vlog của tuần này thì đây sẽ là lần đầu tiên mình ngồi xuống và chia sẻ cho mọi người, đưa mọi người theo trong cái quá trình sản xuất một video YouTube của mình. I call you pretty but it never goes as planned. You think it's funny, I'm just trying to be a man. I wanna show you in the best way that I can that I'm so in love with you. Mình biết là trong 4 năm vừa qua khi mình làm YouTube thì có rất nhiều lần mà mọi người yêu cầu cái content là How I film and edit my video. Với cả ở trên TikTok, ở trên YouTube mình cũng có thấy một vài bạn creator kiểu chỉ cách làm video tông màu các thứ giống Thạch Trang. Thế nhưng mà cũng có cái đúng và cũng có cái không đúng theo cách mà mình làm lắm. Thế nên là hôm nay mình sẽ chính thức ngồi xuống và chia sẻ tất cả mọi thứ cho mọi người, giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có công cụ, có phải công cụ nhỉ? Thiết bị, đúng rồi, thiết bị quay video thì không thể không nhắc tới, đó chính là iPhone. Đây chính là cái công cụ mà quay vlog mình thấy là hiệu quả nhất, đẹp nhất, tiện nhất. Khi mà mình mới bắt đầu làm YouTube ý, thì lúc đấy mình chưa có nhiều tiền để mua các thứ đâu. Thế nên là mình chỉ quyết định mua đúng một thứ, đầu tư vào đúng một thứ thôi. Mà vừa phải quay video được, vừa phải chụp ảnh được, vừa edit được mọi thứ ở trên đấy luôn. Tất cả mọi thứ nằm trong một cái này. Mình đã quyết định mua lúc đấy là iPhone XS Max. Là đây, là cái đầu tiên. Mình vẫn còn giữ đến tận bây giờ. iPhone thì hàng năm đều ra dòng mới. Nhưng mình, đối mình thì cứ 2 năm, không, cách một năm mình sẽ mua một lần. Tại vì mình thấy là như thế thì nó đáng, cái sự cải tiến nó kiểu rõ rệt hơn ấy. Mình mua iPhone 90% là vì cái sự cải tiến của camera. Thì mình thấy là càng Pro Max, VIP Pro thì nó càng, camera nó càng tốt. Thế nên là mọi người cứ hỏi mình là thấy cái camera nào của dòng iPhone nào là đẹp nhất. Mình thấy là cứ cái nào mới nhất, xịn nhất thì là đẹp nhất thôi. Thế nên là hiện tại thì mình đang dùng 14 Pro Max. Hơn một năm nay thì mình có dùng thêm một cái nữa, đấy là camera để quay vlog. Cái camera mà mình dùng, mình có hai cái nhưng mà giống nhau. Đây là Sony ZV-1. Thì đây là một cái vlog camera mà mình thấy rất là tiện, point and shoot. Giá cả của nó cũng không quá đắt, nó chỉ tầm hơn 10 triệu thôi. Thế nên là nếu mọi người muốn đầu tư cho một cái vlog camera thì mình thấy em này rất là ok. Có một cái điểm yếu, đấy là góc quay của nó khá là hẹp. Ví dụ như là nếu mà mình quay bằng iPhone có 0.5 các thứ ấy, thì nó kiểu góc quay nó kiểu siêu rộng. Thế nhưng mà cái em này nó chỉ, cái góc quay nó khá là hẹp và nó chỉ zoom ra zoom vào được một cái độ nhất định thôi, chứ nó không kiểu mang đi concert mà kiểu zoom vào tận mặt của idol thì cái này không phải là được như thế. Cái lens của nó là built in rồi, mọi người không lắp thêm lens mới được, và nó chỉ như này thôi, compact. Điểm yếu thứ hai của em này đấy chính là nhanh hết pin, và nó chỉ đi kèm có một cái dây cáp để mọi người kiểu sạc thẳng vào đây thôi. Thế nên là cứ quay được tầm khoảng, quay liên tục được khoảng tầm 30 phút một tiếng nó sẽ hết pin một lần, xong mọi người ngồi kiểu ngồi đợi nó sạc thì nó sẽ rất là lâu. Thế nên là mình mua cái em này, mình sẽ phải mua thêm pin và mua thêm cái cục sạc bên ngoài cho những cái pin. Mình mua tầm 5 cục pin và mình sẽ cắm nó vào cái ổ sạc. Thế xong rồi mình sẽ mang 5 cục pin theo. Mỗi lần hết pin là mình chỉ cần pop cái pin ra, xong mình thay cục mới vào thôi, chứ mình không phải mang cả cái máy này đi ngồi đợi nó sạc 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ rất mất thời gian. Thế nên là đấy là một cái điểm yếu thứ hai, mọi người phải mua thêm pin và mua thêm cái cục, cái hộp sạc của nó. Và máy ảnh thì sẽ đi kèm thêm một cái chi phí phát sinh, đấy là thẻ nhớ. Thì mình hay mua thẻ nhớ 128 hoặc là 250. Và nó có một cái loại thẻ nhớ mà mình thấy bán rất là phổ biến ở Việt Nam, trông như này, nó có thể rút ra được như này. Đấy, thì khi mà mình đi quay chụp với cả các bạn photographer, videographer ấy, thì các bạn ấy nói là cái thẻ nhớ này nó hơi risky một chút. Tại vì là có thể cái này nó bị lỏng ấy mọi người. Cái này này, nó bị lỏng. Thế nhưng mà vì cả cái này nó vẫn tiếp xúc với cái camera, thế nên là mặc dù mọi người quay nhưng mà nó sẽ không lưu lại trong thẻ nhớ và mọi người sẽ bị mất hết các thứ. Nhưng mà đấy là trường hợp rất hy hữu, nhưng mà đã từng xảy ra với các bạn ấy nên các bạn hơi bị trauma. Thế nhưng mà mình vẫn dùng cái này và mình chưa bao giờ gặp cái vấn đề đấy cả. Mọi người chỉ cần kiểu lắp nó một cách cẩn thận là được. Màu video và màu ảnh chụp của em này mình thấy cũng khá là đẹp. Mình rất là thích màu của cái này. Có nhiều ảnh Instagram của mình là mình chụp bằng cái máy này, nó sẽ mang lại cho cái bức ảnh của mình một cái độ sâu hơn một chút. Như kiểu mình chụp bằng iPhone thì nó hơi bị flat ấy mọi người. Thế nên là với những người mà kiểu không quá am hiểu về máy ảnh, không có tiền để đầu tư quá nhiều cho lens mới, lens nọ, lens kia, thì mình thấy mua một em này là một cái sự khởi đầu hợp lý. Ok,
thì đó là về thiết bị quay chụp. Còn đâu về tripod chân máy thì hồi đầu mình dùng cái XS Max này thì chưa có cái chế độ chống rung ở trong camera của nó, thế nên là mình phải mua thêm một cái end gimbal này. Những cái vlog kiểu du lịch chẳng hạn thì cái này nó sẽ giúp cho cái khung hình của mọi người nó stable, nó không bị kiểu rung mà kiểu chóng mặt luôn ấy. Thì cái này rất là ok cho những bạn nào mà điện thoại không có chống rung. Cái này thì ai cũng biết rồi đúng không? Cái để dựng điện thoại lên ấy, đó, để quay thì hồi xưa là mình dùng cái này. Nhưng mà bây giờ mình dùng camera, thế nên là mình dùng sang một cái chân máy mà trông nó chắc chắn hơn. Là như thế này, mình còn cái chân máy mà mình đang dùng này nó còn chắc chắn hơn nữa. Nó kiểu rất khủng. Thế nhưng mà cái này thì mình thấy là ở một cái dạng hợp lý. Em chân máy này thì cao tầm 1m5, 1m5, 1m4 gì đấy. Và mình thấy nó khá là tiện lợi cho cái việc quay vlog hàng ngày của mình. Mình có thể điều chỉnh được cái độ cao của nó này, điều chỉnh được cái góc quay của cái này này, rồi mọi người có thể điều chỉnh được cái này nữa. Đấy, nói chung là nó rất là tiện để mình quay vlog hàng ngày. Mặc dù cái này rất tiện thế nhưng mà nếu mà không thật sự quá cần thiết thì mình cũng sẽ không mang cái này đi, mà mình hàng ngày quay vlog các thứ ấy thì mình sẽ chỉ mang cái này thôi. Đây là cái chân máy cho máy ảnh của mình, lắp vào rất là đơn giản như này. Đó, yeah, mình hay quay như này. Đây là cái màn hình mở đây, mình có thể nhìn thấy được mặt mình ở trong này luôn, vừa quay vừa nhìn thấy mặt mình luôn. Đấy là toàn bộ những gì mà mình cần để quay vlog. Nhưng mọi người thấy là mình quay vlog 4 năm rồi nhưng mà những cái đồ đạc mình có nó không hề quá nhiều, nó kiểu rất là minimal luôn ấy. Và mình thấy quan trọng là cái tư duy của mình hình dung ra mình sẽ quay như thế nào, mình muốn nó trông như thế nào, mình quay góc nào, nó sẽ quan trọng hơn cái việc là mình có đồ xịn đến mức nào, mình có nhiều đồ đến mức nào. Tại vì cái content khác thì mình không biết như nào, nhưng mà content vlog ấy là nó phải rất là chân thực, nó phải kiểu point and shoot, lôi ra một cái là quay lại ngay. Nên là mình ưu tiên những cái thứ mà nó nhỏ gọn như thế này để mình có thể nhét ở trong túi quần, túi áo của mình, kiểu lúc nào mình thích một cái là mình lôi ra mình quay luôn. Như thế thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, moving on. Hôm trước thì có một bạn hỏi mình là khi mình quay mình có viết hết ra là cảnh này phải quay ở góc nào, quay bao nhiêu giây, rồi quay như thế nào không. Thì thật ra là không, mình không làm những cái đó. Mình quay video khá là thoải mái và tự do. Mình chỉ có một cái outline khá là đơn giản là trong video tuần này sẽ có những phần gì, với mỗi phần là những nội dung gì, thế thôi. Nội dung rất là chung chung thôi ấy. Sau đó thì mình sẽ kiểu go with the flow, có cái gì mình thấy đẹp mình sẽ quay lại, có cái gì mà kiểu phục vụ được cho cái nội dung mà mình mong muốn ấy thì mình sẽ cứ quay lại thôi. Mình quay rất nhiều cảnh với rất nhiều góc khác nhau, một phần là tại vì đam mê nữa. Kiểu mình cứ cầm máy mình quay cả ngày được ấy. Khi mà đi ra ngoài quay vlog ấy thì bình thường mình không mang theo cái chân máy quay 1.5m của mình đâu. Mình chỉ mang theo cái chân máy quay nhỏ nhỏ thôi ấy. Cái đấy thì nhiều lúc nó cũng bất tiện thật. Thế nhưng mà mình thấy là nó bắt buộc mình phải tìm góc, phải tìm cách nào đấy để quay được. Thế xong rồi nó sẽ cho ra những cái góc rất là lạ và rất là hay ấy mọi người. Thế nên là mình kiểu khá là enjoy cái việc mà đi tìm góc quay và balance cái máy của mình ở một cái góc kỳ lạ nào đấy. Khi quay thì mình cũng rất là để ý đan xen những cái cảnh tĩnh và cảnh động với nhau. Hầu hết các video của mình nó đều là cảnh tĩnh, chỉ có vật di chuyển thôi, và thỉnh thoảng thì camera sẽ di chuyển. Cái sự đan xen này nó làm cho vlog của mình sống động hơn, nhưng mà mình đi theo hướng chill, thế nên là cảnh tĩnh của mình sẽ nhiều hơn là cảnh động. Để quay vlog thì mình cũng dùng cả điện thoại của mình nữa, bởi vì mình rất mê cái cam 0.5 của iPhone. Thế nên là có nhiều cảnh muốn quay 0.5 thì mình sẽ dùng iPhone. Thế nhưng mà mình thấy là trong cái điều kiện ánh sáng lý tưởng thì quay bằng iPhone sẽ rất đẹp. Thế nhưng mà nếu mà tối một chút ấy thì nó vẫn sẽ hơi bị muỗi. Thế nên nếu mà trời tối thì mình vẫn sẽ prefer dùng Sony hơn. Wishing I was the reckless one.
Có một sự thật đấy là để có được một vài giây trông rất là chill, rất là thanh cảnh ở trên video thì ở ngoài đời thật mình chạy như một con ngựa mọi người ạ. Phải đặt máy quay này, căn góc này, đi lại thế nào cho nó đúng chuẩn khung hình. Bình thường một cái hành động đấy mọi người làm nó rất là nhanh, thế nhưng mà khi mà mình phải quay lại cái hành động đấy mình làm thì cái thời gian là nó tăng lên rất là nhiều ấy. Thế nên lúc nào mình cũng kiểu chạy đua với thời gian. So what you know about teamwork? Cause I've been in the clouds trying to make the dream work. Always down and on my own, that's why I seem hurt. Và còn một cái phần rất quan trọng nữa trong cái mục mà quay video này mọi người hỏi mình rất là nhiều, đấy là căn góc như thế nào cho nó đẹp. Thì cái cách của mình ấy, đấy là mình sẽ frame mọi thứ, nhìn một cái cảnh nào đấy thì mình sẽ cứ giơ máy lên và mình sẽ frame cái cảnh đấy lại. Kiểu một cảnh máy mình sẽ giữ nguyên, thế xong rồi mình sẽ chỉ đợi cho những cái vật thể ở trong cái khung hình đấy nó di chuyển thôi, chứ mình sẽ không kiểu lia máy hết từ chỗ này sang chỗ khác thì người xem sẽ bị chóng mặt và mình sẽ không có được một cái khung hình đẹp ý mọi người. Thì đấy, mình cũng chỉ làm như thế thôi. Quan trọng là mình kiểu quan sát, mình thấy cái gì đẹp rồi này kia, rồi mình quay lại nó dưới cái góc nhìn của mình và cái cảm nhận của mình. Mọi người cứ quay nhiều, mọi người sẽ quay được thôi. Ok, quay rồi thì bây giờ sẽ đến phần edit. Mình biết là mọi người rất là ngại cái phần này, tại vì nghe nó hơi bị kiểu overwhelm với mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ rất khó và rất là phức tạp. Thì đúng là nó khó và nó phức tạp thật. Thế nhưng mà cái cách mình tiếp cận với nó từ hồi đầu ấy, không phải là mình đi học một khóa edit chỉnh chu, xong rồi mình biết edit rồi mình bắt đầu làm. Mọi người có thể thấy cái video đầu tiên trên kênh của mình là video 4 phút edit bằng iMovie. Nó chỉ có cảnh và chèn nhạc và một vài cái text. Nhưng mà mình thấy đấy là một cái cách rất là ok để bắt đầu. Nghĩa là mình cứ phải bắt đầu đi đã ấy. Thế xong rồi mình sau đấy mình mới muốn có thêm hiệu ứng này, có thêm hiệu ứng kia. Mình lên trên YouTube và mình tìm hiểu là cái nào để edit được hiệu ứng này thì người ta sẽ chỉ cho mình. Nếu mà người ta chỉ là mình phải dùng một cái app nào đấy thì mình sẽ tải cái app đấy về để mình làm được ra cái hiệu ứng đấy thì thôi. Dần dần khi mà mình làm càng nhiều video hơn nữa, mình càng có nhiều những cái nhu cầu hơn nữa. Mình muốn video của mình trông như này, mình muốn video của mình trông như kia, thì mình sẽ lại lên trên YouTube và mình tìm xem là làm nào để đạt được cái hiệu ứng visual đấy. Đấy là cách mà mình học, mình cứ học theo cái nhu cầu của mình. Thì mình sẽ để tên một vài phần mềm mà mình dùng để edit ở trên này cho mọi người. Thế nhưng mà mình sẽ không thể nào mà hướng dẫn mọi người kiểu cầm tay chỉ cho mọi người là như nào được, tại vì nó sẽ rất là dài. Thế nhưng mà mình có một vài cái tips khi mà edit video mà mình rút ra được sau nhiều năm mình làm video của mình. Thứ nhất đấy là cái attention span của mọi người hiện tại nó đang kiểu càng ngày càng ngắn đi, bởi vì mọi người quen tiêu thụ những cái video kiểu 15 giây, 30 giây ở trên TikTok. Thế nên là nếu mà mình làm YouTube thì mình cũng phải adapt theo cái đó. Có một cái luật bất thành văn đấy là cứ sau mỗi 2 đến 3 phút thì sẽ phải có một cái gì đó mới xảy ra. Nên là trong video của mình mặc dù nó dài 30 phút thế nhưng mà mọi người thấy là nó sẽ chia thành rất là nhiều những cái phần khác nhau với những cái nội dung khác nhau, và trong mỗi phần lại có nhiều thứ khác nhau xảy ra. Cái thứ hai cũng rất là quan trọng đấy là cái storyline, cái cách mà mọi người kể một câu chuyện. Có rất nhiều cách để kể một câu chuyện. Trước khi mà mình quay video thì mình không ghi kịch bản chi tiết ra là mình phải nói gì, mình phải làm gì, nhưng mà mình sẽ ghi cái storyline ra là trong video này sẽ có những phần như thế này và mỗi phần sẽ nói về một chủ đề, hay là mình sẽ làm cái gì trong từng cái phần này. Thì khi mà mình quay video mình sẽ dựa theo cái storyline đó để mà mình quay các cảnh. Thì mình cảm thấy nếu mà mình có được một cái storyline rõ ràng thì xem người ta cũng sẽ bị cuốn vào cái câu chuyện đó hơn là một cái video nó bị rời rạc quá. Thứ ba đấy là đa dạng về cảnh quay và góc quay để cho người xem lúc nào cũng có một cái gì đó mới để nhìn, kiểu entertain cho cái con mắt của người ta thì người ta sẽ tập trung được lâu hơn. Và cái cuối cùng đấy là luôn luôn check lại cái flow video của mình trong lúc mình edit. Nếu mà mình cứ edit được khoảng 3 phút mình sẽ xem lại một lần để mình biết được là ok, cái mood nó đang như vậy, tiếp theo 3 phút tiếp theo nó phải như thế nào, 3 phút tiếp theo nó phải như thế nào. Nếu mà mình cứ check đi check lại để cái flow xem từ đầu đến cuối nó được mượt mà. Đó là những cái tips edit video của mình, hy vọng là nó sẽ có ích cho mọi người. Ok, bây giờ chúng mình sẽ tới phần tìm nhạc. Đây là cái giao diện setup edit video của mình. Mình ngồi ở trên giường với laptop, với iPad của mình. Xong rồi mình sẽ xếp các cái cảnh video các thứ mình xem qua một lượt, edit rough qua, sau đó thì mình sẽ tìm nhạc. Mọi người rất là hay hỏi mình nguồn nhạc của mình ở đâu. Nếu như mọi người theo dõi mình lâu rồi thì mọi người biết là mình dùng nhạc bản quyền trên app
thematic. Nói về cái việc tìm nhạc thì mình thấy âm nhạc là một phần rất quan trọng, phải chiếm đến tầm khoảng 50% trong cái việc là video có hay hay không. Tại vì là cái âm nhạc nó kiểu là một cái chất dẫn cảm xúc với mọi người. Khi mình quay một cái video, mình quay một cái vlog, mình kể lại một câu chuyện gì đấy để truyền tải được cái cảm giác đấy cho người xem, thì âm nhạc nó là một cái giúp mình trong cái công việc như thế. Khi nào không có nhạc, khi nào có nhạc, khi nào nhạc nổi lên, nhạc gì, nó rất là quan trọng luôn ấy. Thế nên là mình cực kỳ ưu tiên là nhạc phải hay và phải hợp gu của mình và phải đúng ý của mình. Là suốt cả một năm đầu khi mình làm YouTube ấy, mình bất chấp bản quyền luôn, mình không quan tâm. Phải là cái bài đấy nó mới hay ý, thì mình cứ vứt vào thôi, kể cả mình bị đánh bản quyền, mình không kiếm được tiền, mình không quan tâm luôn ấy. Cho đến khi mà mình tìm được một trang web cung cấp nhạc bản quyền mà hợp gu của mình, nghe mình thấy hay, mình thấy chịu thì mình mới dùng nhạc từ đó. Và mình dùng nhạc ở trên cái trang web này tên là Thematic cũng được 3 năm trong số 4 năm mà mình làm YouTube. Ở đây lúc mọi người vào trang chủ thì mọi người sẽ có thể thấy những cái trending songs hoặc những cái bài hát được dùng nhiều thì thường nó sẽ hay. Mọi người có thể scan qua cái đấy một lượt này. Xong rồi nó sẽ tới cái phần là Weekly Matches for My 20s, thì là cho kênh của mọi người á, là hàng tuần người ta sẽ gợi ý cho mình những cái bài hát mà có thể hợp với nội dung kênh của mình và với những cái gu nhạc mình hay chọn, mình hay tải về. Đó, thì mọi người có thể nghe ở đây. Bình thường là mình sẽ rất là dễ tải được, ở đây người ta recommend cho mình tầm khoảng 10 bài thì mình sẽ chọn được khoảng 2-3 cho đến 5 bài tùy tuần. Đấy, thì mình thấy nó khá là accurate. Tiếp theo là cái phần Your Artist Drop. Ở đây mình cũng sẽ scan qua một lượt, tại vì ở đây nó sẽ cho mình thấy những cái bài mới của những artist mà mình follow ở trên Thematic. Như kiểu là có những người mà làm nhạc rất hợp với mình thì khi mà họ ra bài mới sẽ xuất hiện đây, và mình có thể check cái này xong rồi tải về. Như mọi người biết thì trong mỗi một video, mỗi một vlog của mình ấy, mình phải dùng đến tầm khoảng 20 bài hát. Mỗi lần làm video thì mình sẽ scan qua tầm khoảng 100 bài. Và đương nhiên là mình sẽ không nghe hết từ đầu đến cuối từng bài một, mà mình sẽ chỉ nghe tầm khoảng 5 giây đầu mà mình thấy không ưng thì là mình không ưng luôn. Đấy, thế nên là mình cứ ấn, xong rồi mình nghe tầm 5 giây, xong mình next sang bài khác, nghe 5 giây, next sang bài khác, hoặc là tải về. Và có một cái tips nữa của mình, đấy là mình không ấn từng bài một để nghe, mà mình sẽ chọn cái thumbnail mà mình thấy thích. Thumbnail nó sẽ phù hợp với cái nhạc, và nếu mình thích cái thumbnail thì khả năng cao là mình thích cái nhạc. Thế nên là mình sẽ lựa bài hát dựa theo thumbnail. Thì mình thích dùng nhạc bản quyền ở đây, thứ nhất là vì các artist ở đây, như mình đã nói rồi, là mình rất ưng, kiểu rất hợp gu của mình. Và khi mà mình dùng những cái bài nhạc của người ta ấy, và mình để link ở dưới phần YouTube, phần description box của mình ấy, thì nó cũng là một cách mà mình promote họ nữa, để nhiều người hơn biết đến những cái bài hát của họ. Ví dụ như là có rất nhiều bạn đã biết đến cái bài Time Machine của MJ Apane à? Mình không biết đọc tên của anh ấy có đúng không, nhưng mà đấy, có rất nhiều bạn đã biết cái bài Time Machine qua những cái vlog của mình. Nên là mình thấy đây là một cách rất là tốt để mình promote lẫn nhau. Mình dùng nhạc của họ, vlog của mình cũng hay, mà mình cũng vừa promote được cho những cái nghệ sĩ trẻ, nhiều người hơn biết đến nhạc của họ. Và cái lý do thứ hai cũng là lý do mà rất nhiều người tìm và quan tâm đến chuyện là dùng nhạc bản quyền, đấy chính là để bảo vệ kênh của mình khỏi bị đánh bản quyền. Để chứng minh kinh nghiệm lâu năm săn nhạc ở trên Thematic thì mình xin khoe với mọi người những bằng khen achievement của mình ở trên Thematic. Tất cả chỗ này là bằng khen của mình. Ghê hôm. Trời ơi. Ở đây là kiểu có những cái, ví dụ như là Discoverer này, là mình là người đầu tiên tìm ra một bài nào đấy. Mình có rất nhiều cái badge như thế. Xong rồi Promoter, đấy là những cái nghệ sĩ ở trên Thematic có thêm fan, có thêm 100 fan, 1.000 fan, 10.000 fan từ phía mình, thì mình cũng sẽ có một cái badge này. Hoặc là những người mà đăng ký Thematic qua cái link của mình thì mình cũng sẽ có bằng khen huy hiệu ở đây. Nên chắc là nó có những cái achievement như thế này là mình kiểu collect nó như một cái game với mọi người. Thật ra cũng không phải gì đâu, mình cứ dùng nhiều, mình tìm nhạc mỗi tuần đều đặn thì nó sẽ có những cái này thôi. Đây là thành quả của mình sau 3 năm dùng Thematic, mình có huy hiệu bằng khen treo đầy tường. Ok, cuối cùng là đến việc chỉnh màu vít. Thì hiện tại cái cảnh quay mọi người đang xem là không chỉnh màu, không chỉnh bất cứ một cái gì hết. Mình quay bằng Sony ZV-1. Khi mà mình quay bằng cái vlog camera này, mình rất ít khi phải chỉnh màu, mình thấy là màu rất là ok rồi. Trừ khi mà mình muốn một cái hiệu ứng đặc biệt gì đấy thì mình sẽ thêm filter các thứ vào thôi, chứ còn bình thường thì mình sẽ không chỉnh màu nữa. Thế nhưng mà nếu mà mình muốn chỉnh màu thì cái cách của mình đấy là cắt từ trong video ra một cái ảnh
kiểu screenshot màn hình ấy mọi người. Xong rồi mình sẽ cho vào trong Lightroom Classic ở trên laptop. Xong rồi mình thành một cái preset ở trên Lightroom Classic. Và mình import cái video mà mình edit xong rồi vào trong cái Lightroom Classic đấy. Mình vứt cái filter lên và mình export nó ra. Thì đấy là cách mà mình chỉnh màu cho video của mình. Tại vì nhiều khi video của mình quay bằng điện thoại, cái màu nó hơi bợt hơn so với cái máy ảnh này chẳng hạn. Thì mình có làm một cái filter để biến cái màu mà quay bằng điện thoại chất lượng nó hơi kém ấy. Mình sẽ vứt cái màu ấy vào để cho nó trông như kiểu là quay bằng digital camera. Trông nó xịn hơn, trông nó có chiều sâu hơn. Một cái điểm yếu là render hơi lâu một chút, nên mình phải export video này, cho vào trong Lightroom, xong lại export ra một lần nữa. Nó hơi mất thời gian. Thì thôi, thì đấy là cách mà mình chỉnh màu cho video của mình. Video tuần này đây là hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình đã xem đến tận đây. Tự nhiên giọng trầm nha, giọng mình đây là giọng của mình hồi mà mình mới làm YouTube, mình nói chuyện như này mọi người ạ. Chả sao càng về sau giọng mình càng cái heo lên. Thế thì hết rồi. Đấy là tất cả những gì mà mình có thể nghĩ ra chỉ cho mọi người là có nhiều app hay là có nhiều thứ nó chỉ là cái để hỗ trợ, nó chỉ là công cụ thôi. Cái nguồn cảm hứng, cái việc mà mình xem phim, mình đọc sách, mình xem những cái tranh ảnh các thứ, mình nạp vào đầu mình nhớ những cái cảnh đấy, những cái góc quay đấy, những cái cảm giác khi mình nhìn thấy những cái thứ đấy, thì nó sẽ là cái chất liệu để mình làm được những cái video hay. Hy vọng là mọi người sau khi xem video này, mọi người sẽ được inspire để làm ra những video của riêng mọi người với phong cách cá nhân của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Và nếu mọi người đã xem tận đây rồi thì hãy comment cho mình một cái hình laptop nhé. Mình có hình laptop không nhỉ? Không có. Comment hình máy quay nha mọi người. Hy vọng là mọi người thích video lần này. Và bây giờ thì chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tuần sau.